Thiên Hót. Cả nhà thử nghĩ lại, bởi vì sao tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chương trình rất đặc biệt, đó chính là chương trình Lucky Hour, để tìm ra năm chủ nhân may mắn nhất, và có hai chủ nhân sẽ nhận giải thưởng, đó chính là một chiếc JBL speaker clip 5 trị giá hơn 2 triệu đồng cả nhà nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong buổi tối hôm nay để chúng ta tìm ra được một chủ nhân may mắn nhất. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị tiếp tục đồng hành, tiếp tục trải nghiệm và tiếp tục tham gia tất cả những hoạt động mà Urban hân hạnh đồng hành và mang đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt Urban mến gửi lời chào đến quý vị và chúc tất cả chúng ta có một ngày mua sắm trải nghiệm tại Yomon thật nhiều niềm vui và tràn đầy may mắn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chương trình gì đó, sự kiện quà lớn Ion nhé nha. Hay là cuối tuần ở nhà, cuối tuần Ion Bình Tân. To lên một hơi thôi.
Rồi quý vị ơi, bây giờ sẽ là một trong những khoảng thời gian để chúng ta cùng nhau tham quan, tìm hiểu để tìm ra được cách thức để chúng ta có thể hoàn thành trò chơi này. Bởi vì trong khoảng thời gian vừa qua đã có rất nhiều khách hàng đã may mắn đã vượt qua được những cái mốc khác nhau của trò chơi đến từ Uri Bank. Và bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta quan sát và lấy hơi để chúng ta thử thách bản thân trước khi chúng ta thực chiến trên này nhé. Rồi, ok. 3, 2, anh chờ em một xíu à. Nó bị ấy, cái gì á? Anh tên gì ạ? Nó bị cái gì á? Nó không bị ấy à? Tại vì nó bị gì anh con thôi mà. Ai bỏ vậy luôn. Và kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian vừa qua là chúng ta đã tìm ra được rất nhiều vị khách hàng hết sức tài năng và rất là đặc biệt đã cùng đồng hành với thầy Mini Game để có cơ hội mang về cho mình rất nhiều và đã đặc biệt rồi. Uri Bank hân hạnh đồng hành cùng với quý vị thông qua rất nhiều hoạt động của chúng ta trải nghiệm trong ngày hôm nay. Chúng ta có thể chụp ảnh check-in, chia sẻ lên trên trang cá nhân với chế độ công khai kèm theo hashtag của chương trình. Sau đó chúng ta sẽ nhận về một phần quà đến từ Uri Bank. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm ứng dụng ngân hàng số WhatsApp để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau trải nghiệm. Và một phần quà đó chính là một chú gấu bông rất xinh xắn sẽ thuộc về tất cả quý vị. Và ngoài ra nếu mà chúng ta muốn trở thành một khách hàng thân thuộc của Uri Bank, chúng ta có cơ hội được đăng ký tài khoản ngay tại khu vực ở đây thì mỗi người chúng ta sẽ nhận thêm một phần quà, đó chính là một chú gấu bông rất là xinh xắn như này ở đây nữa, rất đặc biệt đúng không ạ? Còn nếu anh chị chúng ta muốn nhận thêm được cho mình những cái sản phẩm khác và đặc khác như là vé xem phim, những chiếc ví đựng thẻ hay những chiếc túi đựng nước thì chúng ta có cơ hội được tham gia một cái mini game ở đây lâu và lớn, giúp cho tất cả chúng ta vừa được giải trí, vừa được thư giãn mà vừa có cơ hội vượt qua. Và cả nhà thân mến, chúng ta có một phần rất đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ được hòa mình đắm chìm vào một không gian âm nhạc rất là tuyệt vời, cùng với Sugar Bang sẽ mang đến cho quý vị một bữa tiệc âm nhạc rất hấp dẫn trong tối ngày hôm nay. Và bên cạnh đó sẽ là những cái chương trình game show, những cái chương trình đặc biệt để tìm ra năm chủ nhân may mắn nhất nhận quà thông qua chương trình Lucky Draw. Hai phần quà đặc biệt đó chính là JBL Speaker Clip 5 trị giá hơn 2 triệu đồng sẽ là một trong những phần quà
trải nghiệm ngay tại Newmont cùng với Urban hớp nhiên vui và tràn đầy năng lượng nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, một cái hoạt động nữa để chúng ta có cơ hội trải nghiệm và vượt qua ngay tại khu vực của Uribank, đó chính là khu vực check-in ở đây. Thì chúng ta chỉ cần di chuyển đến đây, chúng ta cùng nhau chụp lại những bức ảnh thật đẹp cùng với chương trình, sau đó chia sẻ bức ảnh lên trên trang cá nhân với chế độ công khai kèm theo hashtag chương trình, thì mỗi người chúng ta sẽ nhận thêm được cho mình một phần quà đến từ Uribank rất đặc biệt cả nhà nhé. Và những anh chị nào mà chúng ta chưa có những phần quà cũng như là Uribank thì ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị chúng ta di chuyển đến ngay tại khu vực của Uribank cả nhà nhé. Hoạt động check-in nhận quà và song song đó thì tất cả các chúng ta có thể tham gia trải nghiệm ứng dụng ngân hàng số quà. Rất là đẹp mọi người, rất là đẹp cả nhà. Thị ở Bình Tân là ở đường số 17 đường phường Bình Trị Đông Bê cả nhà. Đấy, rất là đẹp, thị rất là đẹp luôn. Ba tầng rất là đẹp. Thì rất là lớn luôn á. Rồi, tạm biệt cả nhà.